Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà làm cái hình thu nhỏ của video. Trước hết thì tại sao phải có cái hình thu nhỏ? Đầu tiên là ví dụ như trên cái thanh tìm kiếm chúng ta tìm một cái video nào đó thì hàng loạt những cái video nó sẽ hiện ra. Thì chưa xem nội dung thì đầu tiên những cái video nào mà nó có cái hình thu nhỏ bắt mắt thì nó sẽ khiến cho mình tò mò muốn xem hơn đúng không? Và cái thứ hai khi mà mình tạo cái ảnh thu nhỏ đó là khi mà mình vào cái kênh của mình cái kênh của mình nó sẽ nhìn nó đẹp mắt hơn giống y như là mình trang trí cái ngôi nhà của mình vậy đó và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách để mà làm cái ảnh thu nhỏ nha đầu tiên là chúng ta sẽ vào CH Play, chúng ta sẽ tải một cái app gọi là BitArt. Đây là cái app này nè, là mình đã tải rồi cho nên là mình chỉ việc mở ra thôi. Còn nếu mà các bạn chưa tải thì các bạn uh, sẽ tải nó về nha. Còn mình tải nó rồi cho nên là bây giờ mình chỉ việc mở nó ra thôi. rồi đầu tiên là các bạn hãy bấm vào cái dấu cộng ở phía bên dưới nè vào cái chỉnh sửa rồi sau đó mình sẽ chọn một cái hình mà mình muốn chỉnh sửa ví dụ như là mình chọn cái hình này đây quế nè đối với lại cái hình mà mình muốn chỉnh sửa đó thì cái hình đó là trong lúc mà mình đi quay phim á thì mình sẽ chụp luôn hoặc là mình coi lại cái video mà mình chụp hình á ví dụ như nè để mình thoát ra ha ví dụ như mình vô một cái video nào mà mình có sẵn nè như mình coi mình mình phát cái video nè rồi sau đó mình thấy cái cảnh nào được á mình Ngày chụp nay lại còn cái rất là màn hình người mà người ta còn ăn cái cái đó, trái đi thì mình sẽ có được cái bức ảnh còn nếu như các bạn mà không có được cái ảnh mà lúc ngoài chụp mấy cái màn hình á các bạn có thể chụp được bình thường nhưng mà lưu ý khi mà mình chụp hình bên ngoài các bạn nhớ là để điện thoại nằm ngang nha mình chụp và cái hình bên ngoài á, khi mà mình tạo cái chữ trên á mình tạo ở giữa cái cái khung hình tại vì khi mà vào bitart cái hình bình thường á nó sẽ bị mất đi những cái vành bên ngoài cái hình bình thường nó lớn hơn cái hình trong video cho nên là mình phải viết cái chữ nó trọn ở trong cái ô nhỏ này thôi đừng có sát cái mí quá một chút nữa nó lên cái ảnh thu nhỏ nó bị mất đó rồi bây giờ mình sẽ vào cái hình mình chỉnh nè. Rồi, nãy mình đã có một cái hình này ha. Ở bên dưới đây nó có rất là nhiều cái tính năng của nó nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần là thêm chữ. Ở đây các bạn thấy có cái chữ chữ nè. Mình vào chọn. Rồi sau đó mình sẽ đánh chữ vào. Mình muốn đánh chữ gì mình đánh. Rồi có cái nút tích ở góc trên nhất hết bên tay phải nè. Mình chọn vào. Rồi nó sẽ ra cái chữ mình muốn to nhỏ gì á, tùy theo cái ý tưởng của mình. Rồi mình muốn để ở đâu thì mình chỉ kéo nó thôi và mình nhắc lại, cái hình này là mình chụp ra từ video á cho nên mình để ở đâu nó cũng được hết. Tại vì một chút lên cái hình thu nhỏ thì nó sẽ lấy trọn cái hình này. Còn nếu như mà là hình mà bạn chụp ở bên ngoài á thì bạn chỉ để mình chừa khoảng um, 2 mm đi ở xung quanh cái khung này nè mình đừng có làm nó leo ra một chút cái chữ mình nó bị mất tại vì hình bên ngoài nó sẽ lớn hơn cái hình mà mình chụp trong video rồi ở đây nó bên dưới nó có cái chữ là phong chữ nè mình muốn chọn cái phong nào thì mình thay đổi cái phong nó có nhiều cái phong chữ cho mình chọn đó rồi tiếp theo là tới màu sắc à mình muốn cái hình của mình nó có cái chữ của mình nó có màu gì thì mình chọn cái chữ màu đó nhà nè nó có rất là nhiều màu cho mình. Nhưng mà lưu ý thêm nè. Nếu như mà mình để một cái hình như thế này á thì lên sẽ không có thấy cho nên nó có tiếp theo là nó có cái đường nè. Đó mình sẽ bấm vào chọn. Rồi, cái chữ của mình nó rõ hơn rồi đây nè. Và cái đường này mình muốn nó màu gì chẳng hạn nó đang mặc định là màu đen. Giờ mình muốn nó màu vàng hay là màu nâu hay là màu gì tùy theo mình chọn thôi. À ví dụ như mình chọn cái đường là màu màu này. Rồi còn cái chữ ở trong bây giờ cái chữ màu xanh mình không thích thì mình cứ thích màu vàng, hay là màu cam, hay là màu này bất kỳ. Rồi mình thích cái chữ gì mình cứ để đó. Sau đó mình bấm cái dấu tích ở phía trên. Đó. Và bây giờ mình muốn thêm một cái chữ khác thì mình cứ bấm cái chữ chữ thôi. Bấm tiếp cái chữ chữ rồi mình sẽ nhấn một cái chữ bất kỳ nào đó. OK. Bấm dấu tích mình chọn. Rồi mình sẽ đặt cái chữ đó ở như thế nào đó mình chọn đường luôn đó rồi màu sắc mình muốn màu gì thì mình cứ chọn màu đó như vậy thôi và ở phía trên nó có một cái cục gom nữa nè ví dụ ha mình có thể mở cho cái hình này nó lớn lên giờ hồi nãy mình mình đánh bây giờ um, ví dụ như mình để cái chữ như thế này mà cái chữ y này nè nó che mất cái trái điều của mình mình không thích mình có thể dùng cục gom nè mình sẽ bôi bớt nó như mình mình bôi nó đi mình không thích nó che cái trái điều của mình mình bôi bớt nó đi chẳng hạn mình chỉ việc chà lên đây nè rồi sau đó mình bấm dấu tích đó như vậy là nó đã bôi bớt rồi đây nè à tùy theo cái cái sở thích của mình thôi rồi nếu như mà mình thấy ok rồi thì mình cứ bấm dấu ok và các bạn đừng có sợ khi mà mình bấm ok rồi thì mình không có chỉnh được ở phía trên nè ở nó có cái dấu mũi tên quay ngược trở lại nè ví dụ như hình ảnh làm cái chữ vậy mình không thích mình bấm cái mũi tên quay ngược trở lại rồi nó mất tiêu rồi đó à, như vậy thì mình cứ việc bấm ok mình không có sợ cái gì hết trơn á kể cả cái chữ trước đó nữa nè mình không thích nữa mình cứ bấm quay lại nữa rồi nó mất rồi đó nhưng mà sau đó mình bấm mình chợt suy nghĩ lại là à, à, cái chữ đó nó cũng được thì mình bấm ngược lại rồi nó hiện rồi nè mình bấm ngược lại rồi nó đã hiện rồi Như vậy thì cái vấn đề của mình Đây nó là xong Và bây giờ Ví dụ như mình muốn ghép thêm một cái hình khác Thì ở đây nó có cái 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 Ở bên dưới nó có cái nút là thêm ảnh nè Mình bấm vào Ví dụ như là mình thêm vô hình cái cây điều đi chẳng hạn Thì mình chọn mình chọn một hình Mình có thể chọn nhiều hình cũng được Mình chọn bao nhiêu hình thì nó cứ ra như vậy thôi Nhưng mà ở đây mình chọn một hình thôi rồi mình bấm nhớ thêm ở phía trên Rồi mình có thể để nó ở đâu mình tùy thích nè Để nó muốn ở chỗ nào cũng được Ví dụ như mình cho nó nằm ở ngay cái góc này đi Ngay cái góc này có mấy cái cục đá nó xấu quá Thì mình mình để ngay chỗ đó Rồi mình thấy nó được rồi thì mình bấm dấu tích Đó Còn nếu mà mình thấy không được thì mình, mình bấm quay trở lại À vậy thôi đó như vậy thì mượn cái bước là nó Rồi sau khi mà mình đã thấy cái chữ của mình nó ok rồi Thì bây giờ với đây có cái mũi tên đi qua phía bên phải nè Mình bấm vào Và bên đây mình bấm Bên dưới góc trái nó có chữ lưu Mình bấm chữ lưu Bấm chữ lưu một lần nữa Và bấm chữ xong Rồi bây giờ mình thoát ra Mình đi vào cái bộ sưu tập của mình Đây nè nó ra liền cái hình lúc nãy mà mình chỉnh sửa rồi đây nè rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ uh, chèn vào cái ảnh thu nhỏ trong video như thế nào đầu tiên mình sẽ vào youtube studio các bạn nên tải cái phần youtube studio này vào để cho mình dễ dàng trong cái việc mà quản lý cái file của mình rồi mình sẽ vào cái phần video một cái video nào đó mình muốn uh, sửa cái ảnh thu nhỏ ví dụ như video này mình sẽ bấm vào rồi ở phía trên cùng nó có hình cái cây viết nè mình sẽ bấm vào cái phần cây viết đây đầu tiên thì nó sẽ hiện ra chỉnh sửa hình thu nhỏ đó mình sẽ bấm vào đó ở bên dưới đầu tiên là youtube nó sẽ cho mình ba cái hình mà nó sẽ cho và cái hình trên đây nó có cái chữ là thay đổi tại vì là mình đã có rồi cho nên nếu mình muốn thay đổi thì mình sẽ bấm vào còn nếu mà các bạn chưa có thì nó sẽ ghi là chọn ảnh thu nhỏ thì mình sẽ bấm vào cái ô này rồi mình muốn cái hình nào ví dụ như là cái hình này rồi đây nè nó sẽ hiện nè đó còn nếu như mà cái hình mà của bạn mà chụp ở bên ngoài mà không phải là chụp trên video á thì cái hình này nó sẽ lớn mình có thể dịch chuyển tới lui để mà mình chọn xong cho nó ra trọn cái ô còn hình này là mình chụp video rồi cho nên nó vừa y rồi sau đó thì mình chỉ bấm chữ chọn đó rồi bây giờ cái ảnh thu nhỏ của mình thì nó sẽ ra rồi nè rồi sau đó mình sẽ bấm nút lưu là nó sẽ ra cái hình thu nhỏ thôi còn mình thì mình cứ để như vậy thì mình các bạn hãy làm theo các bước và thử tạo cho mình một cái ảnh thu nhỏ đẹp nha nếu như mà trong cái quá trình làm có gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi bình luận ở bên dưới mình sẽ giúp cho các bạn nha rồi bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi clip bye bye